Trung Quốc tức nổ mắt khi sách trắng quốc phòng Nhật vừa tuyên bố điều này với Việt Nam. Xin chào các bạn, Việt Nam Stronger đã quay trở lại rồi đây. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, trước giờ dù là hai quốc gia sát vách nhưng đất nước đại lục có ưa gì Việt Nam chúng ta đâu. Dù là một siêu cường quốc với tiềm năng kinh tế đứng top trên thế giới. Không những giúp đỡ bạn bè láng giềng mà cứ hở ra là Trung Quốc lại ra đòn ỉ mạnh hiếp yếu. Một số ví dụ điển hình minh chứng rõ ràng việc Trung Quốc chèn ép nước ta như việc tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông hay sử dụng những mánh khóe bẩn như mua móng trâu, mua giun, mua đỉa, khiến người nông dân của Việt Nam điêu đứng. Mà nói thật thì đâu phải chỉ riêng Việt Nam mà nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng chung cảnh ngộ bị nước bạn thâu tóm, chèn ép bằng những chiêu bài khác nhau. Đơn giản bởi những nước này có tiềm lực kinh tế yếu, đi kèm với đó là nền quân sự quốc phòng còn hạn chế. Tuy nhiên mới đây, một thông tin hot hòn hòt mới được sách trắng Nhật Bản cập nhật khiến Bắc Kinh không khỏi hoang mang, run rẩy khi Nhật Bản tuyên bố mối quan hệ khăng khít với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Đồng thời khẳng định sẽ cùng Việt Nam cân bằng lại sức mạnh quân sự trên Biển Đông. Có khi nào sau khi được phổ cập thông tin này thì anh bạn Trung Quốc lại quay xe, trở thành những người anh em thân thiết với chúng ta không? Vậy Nhật Bản đã ghi nhận mối quan hệ giữa hai nước Nhật-Việt như thế nào? Tại sao Trung Quốc sau khi nghe tin lại phải uốn lưỡi 7 lần trước khi phát ngôn hay xanh mặt ngần ngại về nhất cử nhất động của Việt Nam? Nào hãy cùng mình hóng hớt những tin tức mới nhất về cái bắt tay này nha các bạn nhé! Nghe tới đây thôi thì chắc mọi người cũng nôn nóng như mình xem mối quan hệ Nhật-Việt đã được đề cập như thế nào trong sách trắng quốc phòng năm 2024 mà khiến ông lớn Trung Hoa phải nghiền ngẫm nhiều như thế đúng không các bạn? Mà khoan cứ từ từ các bạn ạ, liệu còn có bạn nào ở đây còn chưa biết sách trắng là gì không nhỉ? Bạn nào chưa biết thì mình cập nhật kiến thức cùng nghe nhé. Còn bạn nào biết rồi thì giúp mình đối chiếu xem những gì mình nói ngay sau đây có thực sự là chuẩn xác chưa? Sau khi đối chiếu các tư liệu uy tín và qua nhiều hiểu biết lâu năm của mình thì sách trắng hay bạch thư được định nghĩa là một bản báo cáo hoặc bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền với mục đích giúp người đọc hiểu về một vấn đề, giải quyết một vấn đề hoặc ra một quyết định. Sách trắng bắt nguồn từ chính phủ, có thể hiểu nôm na là sách trắng được sử dụng như một phương tiện để trình bày các ưu tiên chính sách của chính phủ trước công bố luật. Theo nghĩa này, việc xuất bản một sách trắng là cách để kiểm tra xu hướng chung của công luận đối với một vấn đề chính sách gây tranh cãi, đồng thời cho phép chính phủ đánh giá tác động có thể có của chính sách đó. Tóm lại, nói cho dễ hiểu thì sách trắng do chính phủ công bố là một phương tiện giúp chính phủ thu thập ý kiến dư luận về một số vấn đề, chính sách ưu tiên mà chính phủ quan tâm điều chỉnh, thúc đẩy trong thời gian tới. Ấy vậy mà Nhật Bản lại ghi dấu ấn Việt Nam trong bạch thư của họ cũng đủ hiểu vị thế của Việt Nam đặc biệt như thế nào. Quá đỗi tự hào đúng không các bạn? Đấy, nói tới đây thì các bạn cũng đủ hiểu tại sao là khi Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng mà nhắc nhẹ hai chữ Việt Nam thì anh bạn láng giềng lại dè chừng theo dõi từng động thái của nước ta chưa nào. Thôi không dài dòng nữa, giờ chúng mình sẽ cùng xem Nhật Bản đã nói gì về Việt Nam nhé. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2024, Nhật Bản vừa công bố sách trắng quốc phòng năm 2024. Trong đó dành một phần đáng kể để nhìn lại chặng đường 70 năm phát triển của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Sách trắng đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển, nhất là trong 10 năm gần đây và hướng tới đáp ứng những yêu cầu mới của tình hình quốc tế và khu vực đang thay đổi nhanh chóng. Sau hàng loạt những sự kiện đáng nhớ như chuyển trạng thái sang tăng cường năng lực phòng thủ, Nhật Bản đã cụ thể hóa bằng việc ban hành và sửa đổi các luật liên quan đến an ninh hay tăng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2027. Thì bên cạnh đó, Nhật Bản cũng không quên đề cập đến Việt Nam là một đối tác quan trọng trong công cuộc hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực. Trong quan hệ giao lưu, hợp tác quốc phòng với Việt Nam, sách trắng nhấn mạnh, sau khi hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới vào tháng 11 năm 2023, hai bên đã có những phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Cụ thể hơn, hai bên đang thúc đẩy các thủ tục hướng tới chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng, cũng như thảo luận về Viện trợ An ninh chính thức OSA và mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc phòng. Trước đó không lâu, trong buổi tọa đàm vào cuối tháng 11 năm 2023, đại diện hai nước đã hân hoan thống nhất một số nội dung trọng điểm. Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác để đảm bảo an ninh kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng Kishida khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng,
với mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Nhấn mạnh việc doanh nghiệp Nhật Bản coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng và điểm đến đầu tư triển vọng nhất trong các nước ASEAN. Thủ tướng Kishida đề nghị hai bên phối hợp nâng cao hiệu quả, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến bộ triển khai các dự án hợp tác sử dụng ODA và FDI của Nhật Bản tại Việt Nam. Vừa song hành trên phương diện phát triển kinh tế, vừa song hành trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc phòng là những nội dung nổi trội mà Việt Nam và Nhật Bản đàm phán trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phủ Nhật Bản. Sau khuôn khổ chuyến đi, Nhật Bản một lần nữa khẳng định mối quan hệ keo sơn với Việt Nam thông qua bạch thư của họ. Qua đó thì Nhật Bản khẳng định chắc nịch về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế về an ninh, quốc phòng với người bạn thân tình Việt Nam. Mong rằng sau khi hợp tác với Nhật Bản trên một cương vị mới, tiếp nhận chuỗi công nghệ hiện đại bậc nhất, tiên tiến nhất thế giới, thì Việt Nam sẽ chuyển mình trở thành công xưởng lớn của thế giới, vươn mình ra khỏi châu lục, nâng tầm vị thế trên thị trường kinh tế thế giới. Trước giờ thấy Trung Quốc ra sức ngăn cản, chèn ép Việt Nam nhiều rồi, thì có bao giờ các bạn đặt dấu chấm hỏi lớn tại sao Trung Quốc lại phải làm như vậy, trong khi nước chúng ta là một nước quá nhỏ bé so với anh bạn láng giềng không? Sau sự hậu thuẫn của Nhật Bản và nhiều cường quốc khác, sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam là điều mà anh bạn xứ Trung lo ngại nhất. Bởi lẽ, Việt Nam tọa lạc tại vị trí vô cùng đắc địa, còn người Việt Nam lại thông minh, sáng dạ, cần cù với nguồn lao động trẻ dồi dào là một trong những điều kiện thuận lợi để dễ dàng gặt được những thành tích lớn trong tương lai. Nói đi nói lại thì với một mối nguy lớn như vậy, bảo sao Trung Quốc cứ suốt ngày chèn ép nước ta rồi mọi người ạ? Sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây khiến nhiều nhà đầu tư ngoại quốc quan tâm góp vốn hợp tác xây dựng nhiều nhà máy, công xưởng ở Việt Nam. Song song với đó, những nhà đầu tư lại không còn mấy mặn mà với thị trường Trung Quốc, rút vốn hoặc hạn chế hoạt động khiến nước này hứng chịu tổn thất không hề nhỏ. Ngoài ra, việc thất thế dưới tay một nước kề cạnh nhỏ bé hơn rất nhiều khiến Trung Quốc mất dần lợi thế bá chủ vốn có. Cho nên, đây là một tín hiệu đáng báo động, khiến Trung Quốc phải tìm mọi cách cản trở sự phát triển thần tốc này. Sau khi xem video thì có bạn nào tự hào dân tộc Việt Nam như mình không? Bằng tất cả thiện chí và xử sự khôn khéo, Việt Nam một mặt hợp tác phát triển với các nhà đầu tư Trung Quốc, một mặt vẫn giao lưu hữu nghị với những quốc gia khác trên thế giới. Đúng với phương châm, Việt Nam là bạn của các nước, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đấy, Việt Nam cứ giao lưu văn hóa gắn kết mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các nước trên thế giới thì người bạn già Trung Hoa đừng có hòng mà chèn ép Việt Nam nữa nhé. Nhân đây, có bạn nào cũng hiến kế cho nước ta trừng trị những điều phi lý mà Trung Quốc một chừng bảo vệ nhằm gây bất lợi cho Việt Nam không? Để lại bình luận cho chúng mình và mọi người cùng tham gia trao đổi với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.